máy trợ thính có dây có tính năng hiện đại hay không? Và xin chào bà con ha. Những dòng máy trợ thính truyền thống á, có dây truyền thống thì giá nó rẻ, rất là rẻ. Hàng sản xuất tại Nhật là chỉ có 1.280.000 thôi. Thì đơn giản là mình chỉ tăng lớn nhỏ giống như một cái máy nghe nhạc. Còn cái dòng máy đời mới của nó đó, dòng máy trợ thính có dây nè, dòng kỹ thuật số nha. Thứ nhất là nó lọc nhiễu cực kỳ tốt luôn. Và cái thứ hai là mình có thể nghe được điện thoại. Ví dụ giống như cái điện thoại mình để cần mình áp vô đây đó, là mình sẽ lấy tín hiệu trực tiếp từ điện thoại qua đây luôn, không cần cài đặt gì hết ha, nó cộng hưởng thì nó sẽ truyền âm thanh lọc nhiễu trực tiếp vào cái tay mình luôn. Thì có những cái dòng máy như dòng máy không dây, dòng truyền thống phổ thông thì không nghe điện thoại là 2.150.000 ha. Còn cái dòng máy trợ thính không dây này nè, dòng đời mới 6.6 triệu thì nó cùng tính năng với dòng máy có dây này đó. Bên cạnh đó mình có dòng máy hạt đậu 3.7 triệu nữa, nhưng mà về cái giá thành 4.460.000 dòng máy có dây này thì hầu như có đầy đủ tính năng hiện đại nhất cả nhà mình ha, là dòng kỹ thuật số nè, lọc nhiễu tốt nè, chức năng nghe điện thoại nữa, rất là dễ để kết nối điện thoại, không cần cài đặt gì hết nha. Để được tư vấn kỹ hơn thì cô chú anh chị mình sẽ vui lòng gọi cho bà Sơn đó. Nếu mà như ông bà mình ở quê thì cũng có thể chọn những dòng phổ thông đơn giản như vậy thôi, là 1.250.000. Còn dòng đời mới này chỉ được số này thì giá hay cao hơn là 4.460.000 nha. Đó. Rồi dài giá đó thắc mắc của bà con tùy vào cái nhu cầu sử dụng và tùy vào cái môi trường làm việc, mình có thể chọn dòng nào phù hợp để có thể cân nhắc về giá cả và về cái chế độ sử dụng và bảo hành cho hợp lý. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.